Chào bác sĩ, năm nay tôi 35 tuổi, tôi mới sinh em bé 18 tháng. Dạo gần đây tôi thấy thay đổi tiêu cực ở vùng âm đạo như đau giáp, khí hư ra nhiều và bị vón cục màu trắng. Khi quan hệ vợ chồng thì bị đau và khó chịu. Đi khám bác sĩ kết luận tôi bị viêm âm đạo do nấm Caridza albicans và có kê đơn thuốc viên đặt. Nhưng khi sử dụng hết thuốc viên đặt thì tôi lại bị tái phát lại. Tôi đã đặt vài đợt thuốc nhưng vẫn bị tái phát lại và có cảm giác những lần sau bị nặng hơn. Khi tìm hiểu nếu mà cái bệnh này để lâu thì sẽ dẫn đến vô sinh và gây ung thư tử cung. Viêm âm đạo do nấm Candida albicans là bệnh phụ khoa không chỉ rất phổ biến ở phụ nữ mà còn rất dễ bị tái phát hoặc chuyển sang mãn tính, dai dẳng dù đã được điều trị tích cực. Bởi nguyên nhân gây ra vấn đề này là do mất cân bằng pH âm đạo và suy giảm sức đề kháng chưa được khắc phục. Bệnh viêm âm đạo do nấm Candida albicans. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí.